Nhã Phương xuất hiện trong làng giải trí Việt với hình ảnh một cô tiểu thư mong manh trong sáng. Chính vì thế nhiều người không hề biết cô nàng đã phải trải qua một tuổi thơ đầy cơ cực thiếu thốn. Nhã Phương cũng khá kín tiếng trong chuyện đời tư nên hoàn cảnh gia đình và đặc biệt là cha mẹ cô ít khi được nhắc tới. Mới đây nhất, Nhã Phương vui vẻ chia sẻ một số bức hình chụp chung với mẹ ruột khiến nhiều người ngạc nhiên. Trái với vẻ tiểu thư của con gái, mẹ Nhã Phương lộ rõ vẻ giản dị, khắc khổ. Bà Hồng, mẹ ruột Nhã Phương, sinh được 5 người con, trong số đó có 4 gái, 1 trai, Nhã Phương là con thứ 3. Gia đình không khá giả, sinh sống ở Đắk Lắk nên nghề nghiệp chủ yếu của bà Hồng là làm rẫy và bán hàng rong. Gánh hàng rong của bà Hồng cộng thêm đồng lương giáo viên cầm cõi của chồng bà chính là nguồn thu nuôi sống 5 chị em Nhã Phương. Cuộc sống không chỉ khó khăn về kinh tế, thời trẻ bà Hồng lại không nhận được nhiều sự quan tâm từ chồng. Sinh hai con gái đầu lòng, tới khi mang bầu con thứ ba Nhã Phương, vì lại là con gái nên khi sinh con, chồng bà chán nản, bỏ mặc hai mẹ con. Buồn rầu, bà Hồng cũng không để tâm nhiều đến cô con gái thứ ba, thậm chí việc chăm chút cho Nhã Phương cũng hết sức sơ sài. Nữ diễn viên cho biết, mẹ nói da tôi hiện giờ xanh xao như vậy là do hồi đó ba làm mẹ buồn, mẹ rầu rĩ nên không sông nắng, hơ ấm cho tôi đầy đủ. Không được chồng yêu chiều, bà Hồng cũng không dành nhiều thiện cảm cho con gái. Thậm chí có bức bối gì từ chồng, bà cũng trút lên cô con gái nhỏ. Nhã Phương kể rằng vì có gương mặt giống ba nên đôi khi cô phải chịu đòn oan từ mẹ. Hễ ba đi đâu về muộn, mẹ sẽ rầy la Nhã Phương. Có lần cô ngồi ngoài sân giặt đồ, mẹ mong ba mãi không thấy, đã hất cả chậu quần áo sạch xuống nền đất. Đó là lúc Nhã Phương thấy hận mẹ nhiều nhất và có ý định tự tử. Sự hờ hững của bà Hồng khiến cô con gái bé nhỏ luôn thôi thúc mình phải trưởng thành thật sớm, nhanh chóng độc lập để thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Thậm chí khi dự thi trường sân khấu và được đề nghị diễn lại một hoạt cảnh buồn, Nhã Phương ngay lập tức nghĩ về những trận đòn của mẹ rồi bật khóc nức nở. Mối quan hệ giữa bà Hồng và Nhã Phương được cải thiện một cách hết sức vô tình. Lần đó khi Nhã Phương đi lễ chùa và được sư cô tặng một chiếc đĩa có thu âm bài giảng đạo về tình mẹ, cô mới thấm thía những dồn nén trong lòng mẹ, cô thể hiểu và thương mẹ nhiều hơn. Mọi hận thù uất ức trong lòng cô con gái nhỏ tan biến. Ngày hôm đó Nhã Phương đã ôm chầm lấy người mẹ mình từng oán hận rồi thốt lên: "Con yêu mẹ." Từ đó tình cảm của hai mẹ con dần được cải thiện. Cùng với sự thấu hiểu, sẻ chia từ con gái, bà Hồng cũng mở lòng hơn, yêu thương và chăm sóc cho Nhã Phương nhiều hơn. Hiện tại dù Nhã Phương đã mua được nhà riêng tại Sài Gòn, nhưng bà Hồng vẫn sống cùng chồng tại Đắk Lắk, thỉnh thoảng bà lên Sài Gòn thăm con. Vẫn giữ nếp quê, bà Hồng ăn mặc khá giản dị, những vất vả u uất thời thanh xuân để lại nét khắc khổ trên gương mặt bà. Bà Hồng cũng ít khi xuất hiện cùng con gái trên báo chí. Tuy nhiên vẻ giản dị chất phác của bà Hồng lại khiến các fan của Nhã Phương rất cảm mến. Họ để lại khá nhiều lời khen ngợi và chúc sức khỏe cho mẹ ruột của nữ diễn viên tuổi thanh xuân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.